bây giờ coi nhanh một đoạn coi nhanh trận bây giờ sẽ có làm gì bây giờ sẽ coi nhanh trận SBTc với lại Team Flash sau đó là một số cái phỏng vấn của LCK thôi bây giờ nốt LCK đi tên 232 đã uy nốt uh, mấy cái phỏng vấn LCK thông gần thông đây đi tính uh, tuần sau anh mới quay lại VCS nha bây giờ nốt cái uh, MCK xong rồi sẽ qua coi trận team well với lại team flash với lại FBTC thì gần nhất sẽ có có hai cái đây là cái phỏng vấn thằng đẹp để thằng show maker cái <laughs> gì cái, cái nó tự nó tự vấn bản thân nó không còn tự tin nữa nó nghĩ nhiều quá nó, nói chung là khi thi đấu nó không có được cái sự thoải mái khi thi đấu sự cảm giác thi đấu một cách tự nhiên á mà nó, nó 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 suy nghĩ nhiều xong nó sợ chết đúng không rõ ràng không các bạn thấy nó giải thích như vậy là thấy rất là hiện ra rất là thật không cần phải nói giải thích là cái vấn đề mà mình chửi nó trong khoảng thời gian vừa qua là nó không làm gì cả. Từ một thằng thiên về make play tạo đột biến, thằng số cơ không làm gì cả. Tới lúc đội nó thua nó vẫn không 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 được. Thậm chí nó đánh những con như xe lát nhưng nó không hề make play. Thì là nó đang giải thích lý do tại sao là nó không còn tự tin nữa và nó sợ chết. <laughs> một <tú> tu bổng về chơi số minh xong rồi nó cứ chọn mấy con uh, pháp sư <tú> rồi uh, cứ vậy pham cái gì em nhận ra là, là mình đấu thi đấu rất kém kể từ giai đoạn đầu năm 2023 cái đầu mày từ năm ngoái rồi Bây giờ em đã thay đổi uh, tâm thế, tâm lý Không thể tiếp tục như vậy mãi Phải thi đấu mạo hiểm hơn Hey guys, this is Ashley Kang of Horizon Esports and I'm joined by Showmaker, the mid laner of the D plus Kia. After they defeat Hana Life Esports on a 2 match goal on the 7th week of 2023 LCK Spring. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 생명, cảm, <laughs> cảm xúc khi thắng Hanoi 2 0 Hanoi đang 20, có chuỗi <laughs> thắng. em nghĩ rằng là đó cái 20 một cái đội 20, tuyển 20, khá mà mạnh. Nhưng mà thắng được hay 0 ngày hôm nay thì à, cũng, cũng vui Gần đây thì Hanola đánh <laughs> phong độ cao Và cũng thay đổi <laughs> lối chơi thì chuẩn bị đánh với Nội thì như thế nào? Thì mình mở bữa mình có nói cái này một lần mình thấy cái góc nhìn nhận mình mình cảm giác mình có thể có cái mối liên hệ về mặt suy nghĩ với thằng so mấy được á nó nhìn nhận vấn đề theo kiểu rất là giống mình nó 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 sẽ nó sẽ đơn giản hóa vấn đề và nó nhìn những cái góc nó mình nghĩ là khá là giống mình á chứ nó không có phức tạp một số thằng game thủ hay là người làm chuyên môn game á sẽ có những cái góc nhìn rất là khác những cái phức tạp nó sẽ rất mình không nói là đúng hay sai nha nhưng mà nó sẽ hơi phức tạp hóa vấn đề lên một tí mà mình coi một số cái phỏng vấn của sao cơ thì mình cảm thấy là cái góc nhìn của nó có rất là nhiều tự động nên nó kêu là Hanwha Sports thì bây giờ cứ lấy chống chịu đường trên bỏ mặt uh, tự chơi đó <laughs> sau đó là lấy, uh, lấy game carry và cho mid với lại bot đánh đó là lối chơi rõ ràng nhất của Hanwha để thắng nhưng mà từ giai đoạn gần đây thì Hanolai bắt đầu sử dụng những con tướng có tỷ có độ đột biến cao hơn như là dây với lại Ragat Thì Hanolai đang có ý định là mở rộng bể tướng của mình Em có thể thấy được điều đó Xong rồi em em coi từ đó đánh rồi em mới thấy là à bây giờ Hanolai nó đã có nhiều điều kiện thắng hơn 하나... Và em đã phải chú ý hơn với tới những vấn đề này. <laughs> Hà yeah. hiện tại là có tức kỷ lục là ván thắng lúc nhanh lúc nhất lúc này, Lối chơi rất là Thế에 nhanh 데리고, Mạnh yeah. Thì uh, em đã chuẩn bị như thế nào Maka khi đối, đối với mặt với họ Hà đang Thông thử tướng mới và Nhưng mà dù là tướng mới Nhưng mà tụi nó cũng đang có cái 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 đánh rất là ra chất tướng Cho nên là em nghĩ là chắc là trận này sẽ khó Hà thì thường đánh xoay quanh đường dưới nhưng mà gần đây thì tụi nó chơi nhiều Lee Sin ra gáp dây và đánh cánh trên. Là... Cho nên là em Thân nghĩ tụi là một đội đầy mạnh. Đầy Còn Lissanda thì nó có cái uh... champion... vai trò như thế nào trong đầy cái đầy kế hoạch của DK? là luôn lựa chọn tốt để mà khắc chế những con tướng mà Hanwha Hoa có trong trận này. Nó cũng là con tướng mà chọn cuối bên phía đội hai tốt. Đó, cái này cũng là cái mà tụi bên phía của của DK có thể sử dụng để đánh con Lissandra đánh với Asia được anh em tại vì nó mặc dù nó cũng hơi nguy hiểm một tí nhưng mà con Lissandra cũng đánh với Azir được trong trường hợp mà và trong trong trường hợp mà các bạn thấy là dạo gần đây á các đội đánh bên phía đội 2 á thường phải cấm đi LeBlanc thí dụ hồi nãy mình nói là con LeBlanc của thằng Sawyer so với lại Faker đúng không à, Sawyer so có thể đánh hai con đó đúng không nhưng mà Faker cũng có thể đánh nhưng mà nếu như con những con đó chọn sớm mà còn con Lissandra thì vẫn là con Lissandra lách đứt bên phía đội hai được nhưng mà con Lissandra này thì cả hai đội đều đánh được Faker cũng đánh được Lissandra cho nên cái bể tướng Cái bể tướng đường giữa hiện tại đang đang khá là Mình nghĩ là cũng khá là giống nhau Chỉ có điều là thằng số cơ thì không đánh được con Asia Không đánh được con Asia tính như vậy Còn con lát của, con Silas của nó mùa này vẫn thua nhiều hơn thắng Nó đánh sai Mình đang nhớ là khoảng chừng Hồi nãy mình check là 4-5 lần gì đó Nhưng mà thua tới 3 lần Nó chỉ thắng được một ván sai thôi 언저 응, 다양한 챔피언 풀을 시도한 점 그리고 플레이 스타일의 네. 다양성을 주는 점에 대해서 이야기를 해 보셨던 것 같은데 자연스럽게 디플러스 기아의 최근에 있던 변화에 대해서도요. 이 외에 더 이외에 외적인 한화라이 타이도 노처 디케이가도 타이도 노처 gì k h ô n Giai đoạn đầu mùa này thì DK sử dụng Lucian Nami nhiều và có được nhiều thắng lợi. Xong sau đó là DK thử nhiều những cái điều kiện thắng khác và có vẻ như không ổn lắm. Thì sao mới kêu là tụi em mà đánh Lucian Nami tụi em vẫn chưa thua. Cho nên là đép lại kêu Linh thì đánh công cặp này là ngon lắm rồi. Như là trong game 2 khi đánh với lại enemy đội bên kia nó đánh Lulu series thì dễ luôn. Mặc dù là cái kèo Lucien Nami đánh với lại Lulu Jerry không phải là quá dễ Kèo đó thì tại sao các bạn thấy là kèo đó tại LCK ấy, Tới thời điểm này nha Rất nhiều đội vẫn đánh con Sau khi đối phương lấy Lucien thì vẫn chọn con Jerry Nhưng mà Đó là cái góc nhìn cũ của tụi nó Nhưng mà cái kết quả mới này tụi nó không chịu cập nhật hết. Tụi hàng nó vẫn Một vấn đề tụi hàng rất là chậm trong việc cập nhật Nó bị lì Và nó bị ù lì đến bây giờ bên kia đánh Lucian nó vẫn chọn Jerry Lulu trong khi mà từ phiên bản 13.4 tới giờ phiên bản 13.4 tới giờ Jerry Lulu thua liên tục 8 ván luôn 8 ván liên tục Jerry Lulu chọn đều thua mà tụi nó vẫn đâm đầu vô không thay đổi là tụi này rất là chậm trong việc thích ứng Dấu tên 519 đã scan 5.000 đồng Bác Sa bị tố cáo mua trọng tài có ai bất ngờ không? 올해는 1.19냐? 또 저희가 루나미 말고도 이제 다른 조합을 할 때도 좀뭐 약간 저희 바텀이 루나미로 승리를 많이 벌어다 줬으니까 음. 좀 자신감 있게 하니까 다른 조합 숙련도도 좀 높아졌다고 생각해요. 아, 다른 조합 숙련도가 더... Nó kêu là bởi vì đáp với kêu Linh đánh Lucian, Nami tính quá cho nên tụi em có thể thử nghiệm nhiều đội hình Xong với Ken nó kêu là Giờ ah, mà, mà em vô giải thích chi tiết chắc em ngồi đây với chị chắc cả ngày wu. Mấy năm nữa <t Alberto weed> <Sarlo> Đó th thằng này là tức là đây này một cái nữa là thằng này nó có thể nó sẽ nói nó có thể nói từ cái góc nhìn của nó đúng là góc nhìn thực sự của nó thật nhưng mà nó biết rằng khi mà nó nói ra á như như ashley hay là người xem phỏng vấn này sẽ đéo hiểu cho nên là nó tìm cách nào đó để nói cho nó dễ hiểu giống như đợt nữa gì ta ờ à, đợt vừa rồi có một cái clip mà thằng sọp khi mà có người hỏi nó về kèo đi rừng làm sao để găng cho đường trên có lợi thế á nó ngồi nó nói nó nói vòng xong rồi xong rồi mọi người cảm giác là cũng không hiểu là nó như thế nào và nó cũng rất là mông lung nói hồi chắc là chỉ có những thằng nhân sọc mới hiểu thôi thì chắc so với cơ nó cũng biết vậy và nó cũng thôi nó, thà ta không nói phức tạp lắm <cười> <cười> đây nè đây nè đây nè đây nè đây là cái mà mà tại sao là mình nói là cái góc nhìn của bình luận viên khán giả nó sẽ rất là nó sẽ rất nhiều khi nó khác với tụi game thủ là phải có những cái thằng làm phân tích viên mà phải là game thủ xịn game thủ mà phải game thủ thường phải game thủ xịn game thủ hiểu cách vận hành game để mà nó nó chia sẻ nhưng thằng sau mới kêu thỉnh thoảng là nguyên một game thua tại vì đánh sai con lính <laughs> Thì đó là cái kiểu giống như hồi đó mà có cái clip rất là nổi tiếng của thằng đốc ba là một cái clip rất là nổi tiếng nó đánh cái kèo tf với fit thì phải con fit đi ra đánh thường lính một cái xong đó ba kêu thằng này này không biết chơi game này thua đó là một cái cái một cái ví dụ rất là nổi tiếng về việc là cái góc nhìn của những thằng nó có một cái tư duy sâu về game nó sẽ nhìn nhận cái game này như thế nào anh em nào rảnh có thể kiếm cái đó nó đánh cái kèo đó cần kia đi ra đánh đánh lính cái game này thua thằng kia thua không biết chơi game thì nó bây giờ nó sẽ cố gắng bây giờ thằng sau cái kênh nó phải cố gắng giải thích nó cố gắng giải thích mỗi đội hình sẽ có một cái điều kiện thắng nếu mà chúng ta bích uh, lucian nami thì chúng ta phải làm cái này để thắng nếu mà chọn jerry lu thì phải đẩy tiền cho con jerry để tiền jerry và hoàn thành vô vậy cực là... với lại Navri càng sớm nhất có thể. Là... Ví dụ như vậy, nó đang vậy ví dụ thôi Navuri nha. 뛰어서, vậy, 저희가... Và tụi em thì đang cố gắng uh, xây dựng dữ liệu. Ha. Thì ra là <laughs> giai đoạn mà bất ổn của DK ở giai đoạn giữa mùa giải vừa rồi là Sao cơ đang giải thích là tụi em test tướng, test test đội hình. Tụi em đang xây dựng dữ liệu xung quanh những cái đội hình cụ thể và những cái điều kiện thắng qua các buổi đấu tập và những trận đấu chính thức nguyên một giai đoạn vừa qua luôn nếu mà chọn đội hình này là điều kiện thắng là như thế này nếu mà chọn cái đội hình này thì chúng ta phải chắc chắn rằng là đường này không thua kiểu kiểu như vậy có rất là nhiều biến số <laughs> ví dụ như là cái điều kiện thắng này thì nó sẽ khó khi gặp một cái vị tướng cụ thể này <laughs> nói hồi lú bắt đầu lú rồi đó cho nên là tụi em bây giờ tụi em đang cố gắng tích lũy kiến thức bằng cách là những trận đấu tập và xem lại những cái VOD, những cái trận video trận thi đấu của mình và tụi em đã tạo ra được một cái cơ sở dữ liệu rất là chắc chắn xung quanh cặp Lucian Nami. <laughs> Cho nên là tụi em đã có được những cái thắng lợi với cái cặp đôi này như vậy là rồi đó. Và khi mà tụi em đã gọi là master Lucian Nami rồi thì lấy cái Lucian Nami đó làm vốn để mà tập những cái đội hình khác và những cái điều kiện thắng khác nãy giờ đang giải thích. 네. Bữa giờ dép cũng có nói, dép có nói về cái cái này <coughs> trong một buổi phỏng vấn gần đây và có giải thích. 약간 조금 딱딱하다. kêu là cái macro. <coughs> cái macro của DK bị cứng nhắc quá. Cụ thể là sẽ có những cái uh, <laughs> những cái tình huống xảy ra mà tạo ra những cái biến số variable là biến số. Có những tình huống xảy ra mà tạo ra biến số. Uh, ví dụ như những cái uh, quy tắc về trao đổi mục tiêu toàn bản đồ chéo bản đồ cross map là thí dụ bên kia đánh đường trên thì bạn đánh đường dưới bên kia ăn rồng và ăn ngăn sứ giả kiểu kiểu như vậy. 되는데, yeah. 가끔씩, 정말... Nhưng mà các đội đều thì đều có thể dựa trên cái quy định này, cái quy luật này để mà đưa ra những cái cái improvise rất là sáng tạo, tùy tình huống mà đưa về, team에서, bằng 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 ra, những ra những cái quyết định khác nhau. Và tạo ra những cái quyết định macro nó đặc biệt thì khi mà các đội hàng đầu top team các đội hàng đầu đánh với nhau thì thì cái sự khác biệt sẽ đến từ những cái pha quyết định lạ này tức là ví dụ như trong trường hợp mà có cả baron lẫn rồng này nọ hoặc đó thì là thay vì là chia nhau hai mục tiêu thì có những đội sẽ đưa ra những cái quyết định lạ và những cái quyết định lạ này sẽ là những cái quyết định thay đổi được cục diện của game đấu thì Ashley đang nghĩ là Dev

thì cơ nó kêu là em đồng ý với lại đẹp nhưng mà để nói một cách thật lòng thì, thì đi gặp khó khăn trong việc đưa ra những cái quyết định về mặt bắt và thiếu đầu não á cảm thấy nhớ Br đúng không <laughs> thì sao đấy cơ nó kêu là đồng ý với đẹp nói một cách thật lòng mà nói thì em nghĩ là rất là khó để cho đường dưới để có thể đưa ra những cái côn như vậy sau giai đoạn early game sau giai đoạn đầu thì đường dưới thường là chỉ có đi ra đường giữa xong farm đường giữa thôi thì khi đó là thằng rừng với hỗ trợ sẽ là người quyết định xem là đánh cánh nào 좀... Và Kana với em thì, thì sẽ đánh ý hai ý cánh ý khác ý nhau ờ... Inorganic là gì ta? Organic là tự nhiên Inorganic là không tự nhiên hả? À, 더, 이, 입장이나, 저... 잘... thì, 그런... thì... Anh em để, để, để mình google chữ inorganic này mình chưa thấy dùng bao giờ In... inorganic là không tự nhiên nó chưa đại khái là nó bị theo hiểu cách là một cách cứng nhắc đi không có thoải mái không có sáng tạo cũng đúng tại vì cái đợt vừa rồi khi mà cảm ơn em nha để đang reaction nè thì khi một cái đợt mà chúng ta thấy một trong những cái vấn đề mà hai thằng Cana với thằng số máy cơ bị bạn nhớ cái đợt vừa rồi không hai vấn đề mà tụi nó bị là gì các bạn nhớ không nó nằm ở hai đường cánh luôn á đâu rồi ta cảnh rồi à... bị bắt lẻ đúng rồi là tụi nó gặp vấn đề trong việc triển khai giai đoạn giữa ở hai đường cánh

này nó có tung hỏa mù không ta sao có giải pháp của nó nghe ghê vậy ta <laughs> giải pháp của tụi em là em với Kana sẽ đánh láo hơn đánh giống như tụi em đang thấy có cơ hội và đánh theo kiểu là tụi em hoàn toàn tự tin một cách mù quáng vào kỹ năng của mình huấn luyện viên không thể cản tụi em bk được thậm chí là thử hai một chấp hai kể từ khi mà tụi em đã đưa ra nhiều hơn cái những cái quyết định mạo hiểm như thế này thì là tụi em thành công hơn. thì Ashley mới kêu là liên minh thì thật ra theo chị nghĩ thì cũng là một cái game mà lấy lợi thế bằng những pha giao tranh và lăn cầu tuyết những cái lợi thế đó. Xong sau Baker mới trả là ừ tất nhiên là cái quy của cái luật cơ bản của liên minh là Cross map handshake, handshake là, handshake là bắt tay, nghĩa đen là bắt tay. Thì kiểu là mày cái như mà hồi nãy mình nói á, mày lấy sứ giả tao lấy baron, à lòng mày lấy sứ giả tao lấy rồng thì là nó gọi là cross map handshake là hai đội đồng ý rằng là ừ. Khi cái điều kiện này diễn ra thì a diễn ra thì b sẽ diễn ra. Mày ăn rồng thì tao ăn uh, sứ giả, kiểu kiểu như vậy định sắp cái thì một trong những cái cái luật cơ bản của liên minh là cái bắt tay trao đổi như vậy. Nhưng mà, nhưng mà trong trường hợp mà có thằng đang đẩy cánh. Trong trường hợp mà có thằng đang đẩy cánh mà thằng đó nó đẩy láo. Thằng đó đẩy láo nhưng mà nó lại xử lý kỹ năng tốt. Clutch này là xử lý kỹ năng tốt, một tình huống xử lý kỹ năng gọi là thăng hoa, một chấp hai thành công để đường được và ừ, sống 살았다, 나오면... thì cái pha xử lý đột biến đó sẽ thay đổi cục diện của ván đấu như vậy là từ trước đến giờ là tư duy này là bên phía của ví dụ như vset chúng ta là đi đầu như vậy vấn đề của vset là chúng ta thực sự đã master được cách để vận hành trò chơi nhưng vấn đề là chưa chưa hoàn thiện thôi những cái tên như là minh lộc amber những đường trên kiệt xuất của fbtc là những người đã master cái cái này đến bây giờ mấy maker nó mới nhận ra cách chơi game nè tức là nó nó kêu là tại vì thay vì là cứ phải trao đổi đánh theo kiểu hòa hoãn bây giờ mày đẩy đường trên ta đẩy đường dưới xong rồi đừng dưới tao đẩy thì đừng trên lui về kiểu kiểu như vậy thì nếu như một thằng đẩy ở đường Thánh. cánh nếu như một thằng đẩy đường cánh mà nó tiếp tục nó đẩy láo nó không về nhưng nó lại nó lại bk thắng thằng kia thì có phải là đội có lợi không đúng không? Ồ, mà, thì những cái pha đột biến như vậy thì có thể thay đổi này nó nói, những pha đột biến như vậy thay thay đổi cục diện của game đấu ừ và nó sẽ phá cái lối mòn bắt tay trao đổi kia cho nên là dạo gần đây là tụi em đã cố gắng làm những cái tình huống đó nhiều hơn và đó là cái cái hướng đi mà tụi em đang muốn hướng tới ở trong giai đoạn này như vậy là đến bây giờ là bên phía của dk mới nhận thấy là phải chơi theo kiểu của amber vô là thấy thấy góc là bk Ủa? hiện thân của lối chơi này

그런 클러치 플레이를 커리어 내내 정말 많이 보여줬다고 생각하고 그래서 더 높은 자리에 올라갔다고 저는 생각을 죄의 하수의 맥 계란 란 마이티 엠텐 트윙 람 님의 파높 윙이 와이 점속 증액 음은 누가 움짤 하나만 탄 껌이 와이 커리어 내내 정말 많이 보여줬다고 생각하고 그래서 더 높은 자리에 올라갔다고 저는 생각을 얼마 정도 네. 하고 있어요 이러한 유기적인 움직임이 오래 들어와서 덥습 더... Em là một người bản chất của em là là một người chơi đột biến như vậy thì tại sao lại lại trong khoảng thời gian vừa qua lại trở nên cứng nhắc như vậy? Thì chắc là bây giờ mới trở lại cái câu trả, trả lời của nó Hồi xưa phong độ em cao thì em rất là tự Chỉ tin. Em sẽ thấy cái à, 하면... em sẽ thấy cái nguy cơ đó nhưng mà em vẫn Chỉ tin à. là mình có thể làm được và em vô em BK luôn 50-50 mươi Em sẽ thấy cái em sẽ thấy cái nguy cơ đó nhưng mà em vẫn tin là mình có thể làm được và em vô em luôn 50, /50 tức là em thấy một tình huống nó sẽ có hai mặt một mặt là pha này em bay giờ em chết ngu em bị uh, chửi như chó nhưng nếu em thành công thì em tạo ra một cái lợi thế cực kỳ lớn cho đội của mình đó em thường hồi xưa thì em có rất là nhiều những cái khoảnh khắc như vậy khoảnh khắc tỏa sáng nhưng mà vô năm nay cái, cái phong độ tuột hết tự tin ừ. Còn 속에... 아, 이거... lúc <laughs> nào cũng cái... suy nghĩ nhiều Xong ừ. ừ. mà, mà suy nghĩ sẽ chết là... đoàn... cho nên là lúc, lúc nào cũng uh... chọn những Ở cái quyết định nó an toàn thủ động lấy pháp sư phạm tới chết à phạm nhưng mà không chết nhưng bây giờ em đã thay đổi gọi là tìm lại chính mình cơ yeah, gọi là đang trên Hồi này câu chuyện anime nhỏ nhỏ giai đoạn cuối của mùa giải này hả hành trình tìm lại chính mình của số mấy Bây giờ em phải thay đổi em phải quay lại với lối chơi mạo hiểm và quay lại với lại số mấy cơ cười axi kêu là, là 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 bây giờ so với so với cơ 2022 thì đang ở mức nào rồi cười tưởng trả lời là so với cơ 2022 chết rồi chị ơi M <laughs> nè tính trả lời như vậy thì cơ nhưng mà thấy kỳ quá cho nên không nói á em không biết nữa em em đang cố gắng <laughs> em cũng không biết là đang ở mức nào nữa <laughs> không nó nghĩ như vậy thiệt á thấy mặt buồn không mình là mình đọc được này á nè thấy không thấy mặt không buồn rười rượi luôn thấy không thấy chết trong lòng một ít chưa thiệt mà không thằng này mình đọc được nó nè nhìn mặt nó đi 네, 마지막 질문이었던 것 같습니다. Em chúc mọi người sức khỏe. Khi mà em bệnh em nhận rằng sức khỏe là cái tốt nhất. này bạn mình ơi. thằng thằng này bạn mình. bảo sao tự nhiên mình. các bạn thấy không? tự nhiên mình lại đầu tiên là mình cảm thấy cái lối chơi thằng canh tranh nó rất là giống mình xong rồi sau đó bây giờ là xem nhiều những phỏng vấn của show maker các bạn thấy không mình đâu có nói dối đâu đúng không rõ ràng các bạn mà coi stream mình là mình nói cái câu này rất nhiều lần gần đây bây giờ số phận gọi là mình thành đi cây con thiệt hả <laughs> cái câu này mình nói với các bạn gần đây nè cái đợt vừa rồi mình bị bệnh như con chó thôi mà mình nhận ra là không có sức khỏe là các bạn hỏi mình là bây giờ cái gì quan trọng nhất của mình nói sức khỏe quan trọng nhất Cảm ơn các bạn ơn